Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi chuẩn bị gửi đến quý vị bản tin là giải Nobel vật lý của năm nay đã được trao cho ba nhà khoa học, một người là người Mỹ, một người là người Pháp và trong đó có một phụ nữ là người Canada. Thì đây là hình ảnh cũng như là tên tuổi của ba nhà vật lý này. Đó là đầu tiên ở bên trái của quý vị là ông Arthur Ashkin, người Mỹ. Ông nhận một nửa cái giải này, còn một nửa chia cho ông Garau Muru và bà Donna Strickland. Bà Strickland là người Canada, còn ông Muru là người Pháp. Thì thưa quý vị, trước bà Strickland có... cái lần cuối cùng mà một phụ nữ nhận được giải Nobel vật lý là năm 1963, cho nên là 55 năm qua mới đến nay mới là bà là người phụ nữ nhận được giải Nobel vật lý, mà bà cũng là người thứ ba ở trong lịch sử nhận được cái giải này, thưa quý vị. Còn ông Ashkin của Hoa Kỳ thì năm nay ông đã 92 tuổi rồi, cho nên là khi mà nhận được cái giải này cũng khiến ông, xin lỗi quý vị, năm nay ông đã 96 tuổi. Wow. Cho nên là ông là người nhận được giải Nobel vật lý lớn tuổi nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Thì nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu của ông Ashkin, người Mỹ chúng ta được đánh giá cao là bởi vì ông đã dùng cái tia laser để mà có cái độ chính xác rất là lớn, mà dùng tia laser có thể gấp và remove được những cái vật thể rất là nhỏ. Wow. Thì có thể đầu tiên áp dụng trong cuộc sống, đó là đối với những cái cuộc phẫu thuật mắt thì độ chính xác rất là cao. Và cũng như cái công nghệ này của ông có thể dùng để mà gấp được những cái phân tử và nguyên tử, thì được những cái phòng thí nghiệm sử dụng, cũng như là bắt được những con virus, vi khuẩn, những cái tế bào sống mà không gây hại đến vật thể, thì là một cái công nghệ mang bước đột phá cho những cái phòng thí nghiệm. Và thưa quý vị, sau giải Nobel vật lý sẽ đến giải Nobel hóa học được trao vào ngày mai, và sau đó 2 ngày là giải Nobel hòa bình, là cái giải mà rất nhiều người đang trông chờ. Thì có một số nguồn tin đồn đoán rằng có thể Tổng thống Trump có cơ hội rất là cao. Tuy nhiên, nhiều người lại nói mặc dù ông có công trong cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un vào tháng 6, nhưng vì Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra quá khỏi các hiệp định quốc tế gây tổn hại, cho nên là có thể là ông sẽ không đoạt giải này. Thật là một mặt đó là tạo được cái vùng hòa bình vùng bán đảo Triều Tiên, mặt khác thì Tổng thống Trump lại đặt cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ tới Jerusalem, tạo nên cái chiến tranh, và đến cả 100 người Palestine đã thiệt mạng, chưa kể là cái cuộc chiến của Syria và nhiều vấn đề khác, Iran nữa, lại khuấy động thêm nhiều cái vấn đề tình hình quốc tế. Đó là lý do mà họ nói rằng lẽ ra được, nhưng mà rồi thì lại khác. Có thể là Moon Jae-in hoặc là Kim Jong-un, không chừng, mà ba nhân vật đó là có nhiều cơ may nhất. Ngoài ra thì chúng tôi không thấy ai có cái khả năng lãnh giải Nobel Hòa bình 2018 hết. Tin tức không có lợi cho Tổng thống Trump vào sáng ngày hôm nay, sau khi tờ Wall Street Journal dựa trên những cái nguồn tin họ ghi nhận được từ DC, có thể là đến từ cái cuộc điều tra của Robert Mueller hoặc là Michael Cohen, cho thấy Tổng thống Trump chính là người đã điều khiển con trai của mình cùng với luật sư Michael Cohen để trả tiền 130.000 Mỹ Kim cho Stormy Daniels. Và điều này hoàn toàn ngược lại với lời ông tuyên bố trước đây. Ông Trump nói, tôi không biết gì hết. Yeah. Vào tháng 8 vừa rồi, khi xuất hiện trên đài truyền hình Fox, người ta hỏi chứ, thế thì 130.000 đó Michael Cohen trả đó, ông có biết hay không? Mà Michael Cohen nói là ông móc tiền túi ra để làm cho ông Trump, có lợi cho ông Trump. Thì ông Trump nói,
tôi không biết gì hết. Đến khi số tiền đó trả rồi thì tôi mới được báo cáo. Thì ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn theo báo cáo của Wall Street Journal. Thì chính Tổng thống Trump đã nói với Michael Cohen vào tháng 2 là phải tìm ngay một cái án tòa để ngăn cản Stormy Daniels cung cấp những cái tin tức về chuyện của cô và ông liên quan đến một đêm tình ái với nhau. Sau đó đó, Tổng thống Trump nè, thưa quý vị, directed Cohen, tức là ra lệnh cho Cohen làm việc chung với Eric Trump, một trong con trai của ông Trump, con trai thứ nhì đó, và cũng như một vị luật sư bên ngoài không phải là luật sư riêng của ông là Lawrence Rosen, đại diện cho Tổng thống Trump và đại diện cho tổ chức của Trump, Trump Organization. Và qua đó, chi tiết này thực sự đưa ra để cho thấy rằng những gì mà Tổng thống Trump cố gắng giấu giếm trong thời gian qua bây giờ càng ngày càng lộ ra. Trong khi đó thì tiến trình điều tra của Robert Mueller vẫn đang tiến hành, thưa quý vị. Trong khi đó thì Christian Ford và Brett Kavanaugh, ứng viên tòa tối cao Pháp viện, diễn biến ra sao? Từ ngày hôm qua thì Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố họ cho phép FBI rộng quyền hỏi bất cứ ai, phỏng vấn ai cũng được hết. Và FBI thì cho biết cái cuộc điều tra của họ sẽ tóm gọn trong vòng 7 ngày. Thế nhưng ngày hôm qua thì Mitch McConnell, trưởng khối đa số tại Thượng viện của Đảng Cộng hòa, đã tuyên bố đây là một nỗ lực của Đảng Dân chủ cố gắng trì hoãn cái tiến trình chuẩn thuận này. Chính vì thế, điều tra hay không điều tra gì, ông nói Đảng Cộng hòa vẫn sẽ đưa cuộc bỏ phiếu ra sàn Thượng viện vào cuối tuần này, có nghĩa là vào ngày thứ Sáu. Đến thứ Sáu này là hạn chót để cơ quan FBI kết thúc cuộc điều tra. Và ngày hôm nay các chuyên gia cho nói, như chúng tôi đã thưa đó, cuộc điều tra này không phải là cuộc điều tra cứu xét hình sự, không có tội hay là tội gì hết cả. Cuộc điều tra của FBI chỉ nhằm tìm kiếm dữ kiện bằng cách phỏng vấn. Và sau khi phỏng vấn những người liên can trong vụ này, FBI sẽ viết ra một bản báo cáo, chỉ thế thôi thưa quý vị. Báo cáo này cho thấy đây là những gì chúng tôi ghi nhận được. Còn tùy nơi Thượng viện, tức là tùy từng cá nhân Thượng nghị sĩ một đi đến quyết định có bỏ phiếu cho Brett Kavanaugh hay không. Xin được nhắc lại một lần nữa, FBI không điều tra, truy tố hình sự, mà chỉ là tìm kiếm dữ kiện mà thôi, thưa quý vị. Cho nên, đối với ông Mitch McConnell thì ông nói rằng như vậy thì điều tra hay không điều tra gì sẽ không thể nào khó lòng mà có được cái bằng chứng cụ thể để nói rằng Brett Kavanaugh thực sự là xâm phạm tình dục bà Kristen Ford hoặc là những phụ nữ khác. Mặc dù bây giờ nhân chứng càng ngày càng xuất hiện nhiều, thí dụ như một người bạn đã từng quen biết giữa bà Deborah Ramirez với ông Kavanaugh, tức là hai người học năm đầu tiên của trường đại học Yale đó. Một phụ nữ xuất hiện và nói rằng tôi biết chuyện này. Thì cái chuyện biết rồi dẫn đến cái chuyện mà có bằng chứng để chứng minh hay không lại là một chuyện khác, thưa quý vị. Cho nên cái việc mà xét thấy ông Brett Kavanaugh có tội hay không vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của cái việc điều tra này cũng gây lên rất lớn sau khi trường đại học Harvard và kể cả trường Yale nữa, Harvard tuyên bố hàng năm ông vẫn dạy những cái lớp học về tòa án, thì năm nay họ tuyên bố với cái áp lực của các sinh viên, ông Brett Kavanaugh sẽ không tiếp tục dạy lớp về tòa án và luật pháp cho trường Harvard nữa, là Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào đầu tuần này thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã vừa nộp đơn kiện chính quyền tiểu bang California sau khi mà ông thống đốc Jerry Brown ổng ký ban hành cái đạo luật Net Neutrality, có thể dịch ra là Internet trung lập. Đây được xem là một cái đạo luật về Net Neutrality nghiêm khắc nhất của Hoa Kỳ. Tiếp tục
tục cuộc chiến về việc điều chỉnh Internet cho người dân cũng như là những công ty cung cấp Internet lớn. Thì đạo luật của bang California cấm các công ty Internet chặn hoặc là làm chậm lại cái việc tải dữ liệu dựa trên nội dung, hoặc là cấm các công ty này không được ưu tiên cho những trang web hoặc là những công ty nào trả thêm tiền. Thì nói chung, Net Neutrality giúp ngăn chặn việc các trang web bắt khách hàng phải đóng thêm tiền để mà truy cập vào những trang cần đường truyền nhanh như là xem phim, tải phim về chẳng hạn. Và những công ty lớn như là AT&T hoặc là Comcast, họ đang vận động rất là mạnh mẽ để mà bỏ cái đạo luật Net Neutrality của tiểu bang California, với cái lập luận là California có nền kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ và đứng thứ 5 toàn cầu. Thì nếu mà tự lập ra quy định như vậy bất chấp chính sách của chính phủ sẽ tạo ra tiền lệ và khiến cho các bang khác tự ban hành quy định riêng về các giải pháp cho Internet. Cho nên các công ty cung cấp Internet họ yêu cầu chính phủ phải vào cuộc và phải có một cái giải pháp chung cho toàn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì California là tiểu bang thứ 3 sau Washington và Oregon ban hành đạo luật cấm Net Neutrality. Nhưng mà cái đạo luật của California là nghiêm khắc hơn hai tiểu bang kia. Net Neutrality mình cũng có thể là dịch là mạng bình đẳng, tức là đối xử với bất cứ trang mạng và các công ty cung cấp dịch vụ Internet cùng như nhau, không có phân biệt đối xử. Trang mạng này sử dụng nhiều bandwidth, trang mạng kia sử dụng nhiều bandwidth. Bandwidth có nghĩa là AT&T cho phép quý vị mỗi tháng sử dụng được 1 gigabyte đó, mà quý vị xài quá thì tự động nó giảm xuống. Chúng tôi trả lại ngay sau màn quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bạn nên đáng chú ý trong ngày.